Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp rút tiền trên sàn LiveForex. Thì trước tiên, cái bước đầu tiên mình sẽ ấn vào là cái mục tài chính. Thì đây nó có những cái mục là tiền ký quỹ và rút tiền và ví. Thì ở đây nó có các cái phương thức là nạp tiền nó qua ngân lượng và thẻ ngân hàng và chuyển khoản ngân hàng và cái ngân hàng nội địa và các cái hệ thống điện tử, ví dụ là Perfect Money, LedTeller và rất là nhiều các cái cổng khác, và có thể làm được qua cả đồng crypto đó. Thì ở đây mình sẽ chọn cái phương thức là nạp qua ngân lượng và khuyến khích tất cả mọi người làm qua cái cổng ngân lượng này để cho nó nhanh nhất, để một cách linh động trong cái việc mà nạp rút đó, nó sẽ được ưu ái hơn những cái phương thức khác. Ngân lượng nó sẽ nạp và rút, nó sẽ về ví nó nhanh hơn so với các cái hình thức khác. Nếu ở đây nó có các cái phương thức thanh toán với ngân lượng thì nó có là thanh toán bằng ví điện tử ngân lượng e-wallet, tức là trên cái tài khoản ngân lượng của bạn đã có tiền rồi thì bạn sẽ ấn vào là thanh toán bằng ví. Còn nếu hình thức mà chưa có tiền thì bạn sẽ ấn vào là thanh toán bằng IB, tức là Internet Banking. Thì ở đây mình chọn cái ngân hàng mà mình đang sử dụng. Thì ở đây mình chọn cái ngân hàng của mình là Vietcombank. Mình đang sử dụng cái ngân hàng Vietcombank này. Thì mình sẽ điền cái số tiền muốn nạp vào đây. Ví dụ mình muốn nạp 50 triệu. Đó. Thì mình ấn tiếp tục. Thì đợi một lúc để cho nó nốt xong. Thì đấy, nó sẽ hiện ra là cái phần là mình nạp 50 triệu. Đó. Bạn ấn xác nhận. Thì nó sẽ điền cái nó muốn cho bạn điền cái địa chỉ ngân lượng của mình vào đây. Đó, và lưu ý là phải điền chuẩn cái để tránh bị mất tiền. Đó. Mình sẽ điền cái mã xác nhận và mình ấn thanh toán. Thì nó sẽ bắt mình sẽ đăng nhập bằng Internet Banking. Thì mình sẽ đăng nhập Internet Banking của Vietcombank vào. Đấy. Đây là cái ID của mình. Đó. Mình sẽ điền vào đây. Và cái mật khẩu của mình. Và mình sẽ ấn đăng nhập. Đó, nó sẽ hiện ra như này. Và mình sẽ hình thức mình nhận là qua Internet, qua SMS. Và mình ấn dấu tích vào đây là tôi chấp nhận cái điều khoản. Và ấn xác nhận. Thì nó sẽ có một cái mã giao dịch gửi về cái số điện thoại của mình. Đó. Thì mình sẽ điền cái mã OTP của mình vào. Ở đây nó gửi về cho mình rồi. Đó, đây là cái mã OTP của mình. Và mình ấn thanh toán. Đó, mình khi mà nó hiện ra cái này, mình cái đợi cho nó nốt xong thì tiền sẽ trực tiếp vào tài khoản luôn. Không được ấn dấu X nhá, để cho nó chạy hoàn toàn xong. Đó, là tiền nó về tài khoản luôn. Ok. Đấy, là nó hiện là tiền nạp đã được hoàn thành. Ấn X và mình ấn Gnode lại, nó sẽ hiện. Ở cái mục Meta của mình. Đây nó đã hiện đây rồi. Nó đã hiện là mình có 2680 đô ở đây. Đó. Và tiếp tục, vì là mình muốn nạp thêm thì mình sẽ ấn tiếp tục vào đây. Mình lại chọn cái hình thức là Internet Banking. Rồi mình sẽ chọn là ngân hàng của mình là Vietcombank. Và số tiền tiếp tục là 50 triệu. Và mình ấn tiếp tục. Mình ấn xác nhận. Và mình lại ấn địa chỉ của mình. Và mình lại ấn cái mã xác nhận vào đây. Đó, và mình ấn thanh toán.
À, cái mã xác nhận này nó lại in sai. Thì mình ấn ấn lại. Đó, mình ấn thanh toán. Thì tiếp tục mình lại đăng ký internet, mình sẽ lại đăng nhập internet banking. Đó, ở đây mình sẽ điền vào mật khẩu của mình. Và các bước cũng tương tự. Đó, xác nhận. Và có một mã OTP nó gửi về. Thì đây là cái mã giao dịch của mình mà về ấn tiếp tục là ấn thanh toán. Đó, và mình phải đợi cho cái vòng xoay nó xoay xong nhá. Thì là tiền nó tự động nó về luôn. Tránh tình trạng là không được ấn ấn tắt đi, cứ để cho nó xoay bằng được rồi. Đó. Nó sẽ hiện là lại đang nạp tiền thành công. Mình sẽ ấn đó. Mình sẽ lại ấn F5 tức là reload nó lại cho nó hiện. Đấy, nó đã lẩy lên là 4.800. Ở đây mình là mình muốn nạp thêm 100 triệu nữa, nhưng mà hiện tại là cái thẻ ngân hàng của mình thì nó có hạn mức là 100 triệu trong một ngày. Thế nên mình chỉ đạt được 100 triệu một ngày. Đó. Thế là cái hình thức mà nạp tiền đã là ok. Thì để mà rút tiền thì mình sẽ làm nhau. Mình cũng vẫn ấn vào cái mục tài chính. Và mình sẽ chọn cái phương thức rút tiền. Đây, nó thay vì là ấn tiền ký quỹ thì mình ấn là rút tiền. Đó. Và đây mình sẽ thêm cái tài khoản ngân hàng của mình vào. Hoặc nó có hai hình thức, là một là nó chuyển khoản ngân hàng, tức là nó sẽ rút phát là nó về luôn cái tài khoản ngân hàng của mình. Hai là cái hình thức là nó sẽ về cái ví ngân lượng. Thì đây nó mặc định là cái email này đăng ký, thì là mình sẽ ấn số tiền vào đây. Ví dụ là mình muốn rút là 4.000 đi. Đó, 4.000 thì là tự động nó sẽ về. Tự động thì mình ấn tiếp tục là nó sẽ 4.000 đô này nó sẽ về trực tiếp là cái tài khoản ngân lượng của mình. Và nếu mà muốn rút tiền mà chuyển thẳng về cái tài khoản ngân hàng ấy thì mình sẽ ấn ở đây thêm vào và cái số tài khoản của mình. Vì đây là số tài khoản ngân hàng Vietcombank rồi. Thì mình ấn vào đây. Đó. Thì mình sẽ là điền đó là Vietcombank, đây là số tài khoản Vietcombank mình, chi nhánh là Hưng Yên. Đó, thì mình sẽ ấn new vào. Thì nó sẽ hiện là đã thêm thành công ngân hàng. Đấy. Đây rồi, nó đã hiện ra rồi. Đấy, nó cái số tài khoản của mình và ngân hàng Vietcombank. Thì mình sẽ ấn số tiền cũng tương tự như kia, 4.000 đô. Đó, và khu vực của mình thì nó khu vực Hạ Long Hưng Yên thôi. Đó. Thì nó ấn tiếp tục là xong rồi. Đó là cái cách nạp và rút của cái sàn Naforex. Và mình khuyến khích là anh em sẽ nạp rút qua cái ngân lượng này. Và cái video đến đây là kết thúc. Và có những cái ý kiến gì là xin bạn hãy comment để mình có thể giải đáp cho giúp các bạn trong những cái thời gian tới. Và xin chào và hẹn gặp lại.